Không phải mình đấy. Wow. Wow. Đi thật cẩn thận tại vì bánh hơi mình đã tháo ra mất rồi. Lấy cái này đã. Để cầm là muôi vớt không nó rơi mất. Đúng rồi. Rồi, nào đây. Đang. Bay cả nước lẩu không cẩn thận là bay nước lẩu mọi người ạ. Lẩu đông ra mau đi ơi. Ok ơi. Trời ơi. Lẩu. Lẩu. Mì cay ra ăn lẩu. Lẩu. À từ. Ôi giời từ. Các bạn, nhà bạn dốc quá. Các bạn ra xe rùa à? Cho hẳn xe rùa, xe này, xe chuẩn, xe xịn này, không phải xe rùa cái đâu. Đây có cả ở kia. Có đầy đủ hết. Có cả rượu luôn. Có cả rượu luôn. Đây là ta kích chắc ba. À đây là của cái này là của ba mình. À có cả rượu cả bia. Đũa đâu có tay vậy nhỉ? Không, có đũa, đũa đây. Chuẩn bị hôm nay đầy đủ hết. Rượu, bia, tất cả mọi thứ luôn. Đấy. À đây đây, từ từ. À. Có cả người phục vụ luôn. Đúng rồi. Có cả bao cay nữa. Người phục vụ luôn, hôm nay là tự ăn. Cả rau thần cho nó ngọt thế. Dùng kéo để... Cái này là khả năng làm nhà hàng di động được. Ông thấy thiết kế của cháu thế nào? Được. Ông thấy bọn cháu giống kiểu à? Bán được nhau không? Giống giống tí. Hơi bị chỉnh đấy. Ông thích ăn phần nào? Đầu đít, bao câu. Cho phần cánh đi. Phần cánh à? Cánh à? Làm cả cái nhá. Lấy cái bảo văn tiên cho mượn đi. Thì lấy cái. Ở đây. Ôi. Bạn cũng nói chơi đi lấy riêng. Đây đây đây. Vâng rồi nhá. Ui, cái này thì nhuồn đi. Làm mời cả nhà nhá. Ăn rồi đây. Bắt làm được quế. Làm lên bia. Thế này thế. Mấy khi nhỉ. Rượu đây là rượu phát kích đấy. Hàng rượu phát kích hả? Ừ. Đó. Cho anh quá tiền ăn phần nào? Cho phao câu đi. Phao câu. Con cho một mảnh bé đấy. Bà, còn còn nhớ đấy. Nhất phao câu ấy. Ôi, còn nào không sôi thì nấu lửa đến nơi mà không sôi mà. Chưa kịp sôi, chạy nhiều quá. Chưa kịp sôi. Còn nó sôi rồi. Nó không sôi được thì... Đấy, thì cũng phải chạy nhiều lửa này mới kiếp ra chiền này. Thả vào đi, cho nó chín, làm thử cái lỏ thế nào. À cả con mà giờ. Hái lại lẩu lắm. Đây, đi cho vào tiền này. Đấy, cho vào tiền phao câu đi. Cho vào tiền ăn đít. Rồi. Đâu cái mà kích ra làm cái nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Có rượu đây, chén đây nào. Có bia. Có rượu, có bia hết. Ba kích thì là sao mà chén thì ba về. Hóa ra lại hay nhỉ, cô nhỉ? Tim gan lòng mềm. À, đấy, đúng rồi. Đây. Khả năng là để luôn cái tổ thợ này đây luôn. Để luôn. Đây. Quả này mới là quả kinh điển này đây. Ui, đây chạm được vào đây là quay cô nhiều nhất bắt để hút thôi. Chuẩn đấy, cái đấy chuẩn đấy. Đấy, đấy nữa. Ui, đây. Trứng lẩu đây. Trứng non. Ăn rồi. Trứng non. Phải là cả là gì mà về nhà phải trứng nhiều thế. Thế đấy. Thế rồi. Rượu quá kích kia là trứng nhiều mà thứ. Có đạt được cái mức độ này như kiểu kích không? Nó còn kích mạnh hơn vậy. Cái diện tích tiếp xúc nó hơi lớn nên là chưa sôi được. Là vụ này cũng không nghĩ chú làm gì nữa nó đi. Ai chờ ai hả? Nghe rượu nghe nồng độ của nó ác vậy nhỉ? Bắt biết mà. Ngon, để tôi mới thế cái này được. Tượng chắc cho Xuân chén. Được không? Được không anh? Ngon, ngay vào ngay ngon. Hơi bị sáng tạo rồi ông ơi chú. Quá ngon. Làm ngay vào đúng 12 giờ này được. Công nhận hơi bị sáng tạo. Chắc ơi, không chén à? Ơi, ngồi đây. Hôm nay bị ốm thế nào ạ? À? ngại vào hình. Quả này là bắt đầu nỉ dần ra đâu. Bắt đầu... Ôi, nhúng cái hút luôn. Tại vì nó không sôi. Không, cần gì sôi, thú chân đi. Không được rồi. Không hút được được tao. Không,
em. Không hút thì đưa đây. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trưng trần, trưng trần. Đừng có chưa đẻ ra nhé. Chưa đẻ, bây giờ đẻ rồi. Mất tấn thế nào thế? Thuốc hổ. Không bây giờ nó mới đẻ này. Không, bao đệ bảo là ngại lên hình. Ở đây là ngon đấy. Đệ còn ngại lên hình đấy thì. Hút. Chờ tí là nó khôn rồi. Đâu biết rồi, chọc. Bịt tờ này vào. Chỉ có hút vào mà nhanh lớn. Ấy. Đây đây. Cứ một tí là nó sôi. Đúng rồi. Đây. Giữ con cá cho con cạch vào Xuân. Nhưng mà mất cả cái nồi này mà đổ xuống này nhá, đưa tay ra nữa luôn nhá. Rồi. Làm quá. Mày ra tối cho bằng rồi. Chín rồi chín rồi đấy. Nhanh nó không được nhưng mà nó ngọt này. Giới thiệu với các anh đây là cái xe lẩu xe này. Cái này không phải là cái xe rùa anh em mình hay chở cát đâu nhá, mà cái này là mới sản xuất tự làm. Đây là cái nồi đấy, nồi lẩu. Đúng rồi. Đúng rồi, như thế đấy. Được rồi. Trong cái đợt này mà bán cái bằng sáng tạo là khả năng được. Kiếm được số tiền này. Cháu làm kỹ sư lâu năm rồi mà chú. Kỹ sư lâu năm. Ngày xưa cũng đi làm điện nước nhà dân thì suốt ngày thầy. Có chín chưa? Chín rồi. Ba lại các cứ ra quảng cáo bằng kỹ sư liên quan rất gì đến món ăn. Đúng rồi, như thế này. Đây là thiết kế. Cái bếp thì nằm ở dưới, cái nồi nằm ở trên mà đẩy đi trên đường. Nếu mà thợ xây mình cũng mang cái này đi ăn trưa là rất là vui đấy nhá. Băng kỹ sư gọi là cái gì này? Băng gì của anh này? Xây dựng chỉ có vào đây để phụ bữa thôi. Làm sao để được vậy này? Sao tránh chim biến món ăn? Rồi, đúng chim biến món ăn. Đây là vừa độc vừa lạ vừa ngon. Và nếm nước ngon không? Nước mì ngon không? Ngon, vừa ngọt. Đúng rồi, đây này. Chơi quả này là mới ngon này. Đâu cái mũi thủng đâu nhỉ? Đi, cho xuống đi. Tăng ngon, nó lại thòi ra chúng mình nữa thôi. Đấy, ai nó đứng được chỗ ý. Anh ơi, cái kéo cắt cho em ạ. Cái kéo này, cái AK nhà mình nó hơi... Sai, sai. Hơi kia. Gà nhà mình nó hơi... đấy. Ngô chín thôi. Mộc ơi, tiểu đây em ơi. Đấy. Bà Tiền nào tối chả ăn. Đấy. Ôi, bí quá. Cái này chưa chín. Đấy. Ôi trời ơi, món này ngon thế. Này, quay, quay, quay. Chưa cho cái này chín đâu. Cái này chưa chín đâu. Chín rồi. Đây, đây, rượu này có rượu. Hôm nay có đầy đủ hết. Hôm nay đang hàng. Hôm nay là chín một suất 50.000 thôi nhá. Rồi, rồi, ok. Cái gì mà chín nhanh thế? Cứ bộ đi. Chín rồi. Ăn rồi thì nó chín liền luôn. Đâu, đâu. Thế không ăn thật à? Chúng ta tưởng thội một họp mà không gọi thế. Tôi cho ít ba xong rồi. Ăn họp chứ. Đó là họp. Về tinh thần đi. Chỉ nghe hôm nào mà Khánh Thành nhá. Đi ăn, đi ăn, đi ăn. Tôi cho vào đi. Đấy. Thái đi thịt gà. Rau phải lấy keo cắt ra. Ủi hồi. Ăn là phải miếng cú mơ cơ. Cắt tiếp gà nữa. Ấy, gắp gà đi, gà này nó ăn chín tới rồi. Này cứu nào, gà nó chuẩn đúng không? Số nó phải làm nó cái cốt cái ấy. Không phải làm nữa, tưởng này làm nữa. Thôi, đây. Mất cả cốt. Nào nốt nó mất cái là nghỉ mà. Làm. Mà này cây. Quế tăng cây chơi. Em không có được. Nói trọ được. Anh chẻ cho em miếng luôn là chân mông một tí. Chân mông một tí ạ. Chân mông. Đấy, nó cả mông nữa. Đúng mà không có thớt. Hả? Chẻo thế nào được? Nhưng mà không có thớt mà lạng được ra thì mới là giỏi. Cái xe rùa quá. Đâu, nổi đấy bà. Xe rùa đâu mà xe rùa. Đâu. Rồi. Bỏ này cơ. Rồi. Bỏ. Bỏ quá. Bỏ ra chọc. Tí. Đây này. Tí gì. Ui. Bỏ này cơ. Ăn ơi. Trời ơi. Có cái kéo thì không dùng. Đúng rồi. Dùng dao. Dùng dao bắt đầu cảm giác ghê tay rồi đấy. Đây. Tí của mày đây. Đây. Nó lún mất. Chảy máu đấy. Nào mình phải thử cái món lẩu đậu nhiều. Đừng có gấp nhầm của cháu cái này nhé. Đây.
cho hẳn cái to đi. Đó, này. Cái này chín rồi này. Đây chín rồi. Chín hết rồi này. Chín hết rồi này. Chả vay ăn được. Đấy. Họ ở đấy rồi. Phê à? À? Có tí mà kích của phê thế nhỉ? Đấy, ăn đã chú, béo. Ăn đã. Dạ, vâng. Gà đây. Con chưa gà để đây. Thôi ăn rồi. Ăn rồi. Lạnh bốc khói, bốc khói. Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn cái này mà ngon à. Không ngon à. Ngon à. Ngon. Bà Tuyền làm một bát rồi. Nào, bà đây ăn phần nào. Ngu ăn nữa à? Thôi, nào. Làm tí nào, nếu mà đứng lâu lâu. Ok, đây bọn cháu đợi nhỉ. Từ từ, sủi chưa? Ê, bà ơi. Rất là... Đây này. Bà thử đi. Bà thử đi bà. Ăn đây. Lửa rất là to nhá, lửa rất là to như thế này mà chứng tỏ không sôi được là vì thứ nhất là cái diện tích tiếp xúc ở ngoài này nó lớn và anh em mình lại không có vung, chưa sôi được bạn, nhưng mà trong nghĩ là sẽ sôi thôi nhưng mà anh ơi, cái trong này nhá không đắng đâu, ngọt lắm, cái nước chưa nó ngấm vào, mới cả là cái canh của tay anh nó ngấm vào nó ngọt, nó phải có cái vung đại vào một lúc. Mọi người có ai sợ ngay trong này chưa? Mình chẳng sợ được cái gì mà được, trừ những món dị ứng thôi. Nó ngọt lắm. Hơi đắng đắng nhưng ngon. Ê! Làm tí lẩu, anh! Ê! Làm tí lẩu hả? Ôi, cho nó ăn với lả. Ăn hẳn cứng. Nó phải sôi lên, sôi lên. Đắng này cứng mà không đắng đâu. Không ạ. À. Hay là nó ngấm cái nước đấy nhỉ? Nước xương. Ngấm nước xương. Ngọt lắm, à không phải ngọt lắm nhưng mà nó cũng đắng, nó ngon ngon. Giờ mới đi, đến giờ mình thưởng thức nồi lẩu của mình nhá. Hơi hôm nay hơi thất bại một chút, đó là về gọi là ý tưởng thì khá là tốt rồi nhưng mà mình nghĩ là lửa nó, mình sẽ sắm thêm một cái nồi, tức là một cái nồi nữa sẽ thốc ba cái lửa ba góc lên lại thì nó sẽ sôi ngục luôn. Đấy, hoặc là có vung, hoặc là thêm lửa. Không, thêm lửa được. Thêm lửa nữa thì ngon. Bé quá. Ừ. Nó hở quá. Hoặc là có vung hoặc là thêm lửa. Đấy. Không, thêm ba rồi đốt sôi hết lại. Ba thử chứ vào. Không ăn đi, ăn đi. Đó. Ngoài lắm. À. Tuyệt vời luôn. Không trôi nậm chín này. Vả dai không trôi nậm chín này. Đấy là trôi rồi mà. Nhưng mà trong lúc mình gần đi kìa. Bắt đầu chửi lăm tăm rồi à? Thấy chưa? Đó, chửi lăm tăm rồi. Nó tải bắt đầu chửi. Nó bỏng lắm đấy mọi người, mỗi chửi rồi. Các bạn là không nó có vung đậy nên nó không sủi sụp. Chưa đủ độ sôi thôi, tí nữa nó sủi sụp sụp bây giờ mà. Cứ tí nữa mà xem. Bỏ cái củ khoai đi. À, đậu khoai. Sủi mà, sủi được. Sủi được. À, còn cồn không? Thoải mái. Sủi được. Được, nó bảo cắt rau là không cắt này. À, trông giống một cái gì đó này. Gánh hàng gì người ta hay đẩy đi nhỉ? Nó gọi là xe hàng di động. Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay là lỗi cái là bánh sắt này là sẽ khó đẩy là thứ nhất. Thứ hai nữa là lửa không được lớn. À không được vung. Đó. Ê, em nghĩ là đợt này anh về em phải tạo một quả bánh bê tông. Hả? Bánh bê tông. Mình điên. Nó bê tông đẩy. Dùng nó bê bên. Vẫn dùng được nhưng mà nó chịu ạ, đúng rồi, phải chịu được lửa, chịu được gọi có giãn, bên trong có giãn. Bên trong có giãn. Mình là văn minh được cái đấy, chắc là mình không phải đi làm YouTube nên là mình sẽ lên ở trên sao Hỏa. Chị xin nửa, nãy em nổi em một nửa. Cắt cho em một nửa đi. Ăn thăm đi. Ăn này lấy răng cắt cho nó chuẩn.
Con gà này bú mập á. Ăn lẩu không ơi? Ăn lẩu lắm. Mình, ai thấy người tay cũng trợn nhưng mà thật ra là nước không đủ độ sôi nhưng mà thịt gà nó vẫn chín mọi người ạ, gọi là chín tới lắm. Mọi người cứ nhìn thấy cái khói là biết. À, nước này không đủ 100 độ đâu nhưng mà nó phải lên đến tầm 90. Chắc chắn luôn. Có sự sủi lăm tăm á. Em thích cái món này. Cái món trong ăn này là như kiểu ăn buffet á. Thích gì chảo đấy nhưng mà buffet một món. Buffet gà ấy. Đấy, còn như không như buffet hải sản, buffet các thứ. Đâu không phải. Đây là anh em mình làm món lẩu rong lai Mông Cổ. Cái nào xẻo quá thì cho sướng. Đỉnh đấy. Còn phải cốc chén với cả cái đại. Wow. Rồi. Nước cốc hôm nay anh em mình cũng quá. Anh Tiến. Đúng. Đấy. Anh lâu không? Hả? Hả? Sủi không? Đang định dừng clip thì bắt đầu sủi rồi. Đấy. Bắt đầu sủi nhá. Đó. Đấy. Sang đây, sang đây. Sang đây. Anh lâu không? À, ăn gì? Đây, đây. Bỏng đấy. Đấy. Có ăn nấm không? Bỏng đấy, thế sao? Bỏng đấy thôi. Đấy. Ôi, ăn nấm đúng không? Chia đúng không đây? Nấm nè. Không chia ăn nấm kim chi. Chia ăn ngô không? Đây, gà đây. Ngô. Nấm đây. Rau đây. Nào ăn ngô, ngô bỏ. Bỏ mau đại ca ngon lắm. Thích chọn cái gì thì chọn 50.000 một suất. Đấy. 50.000 đấy nha. Đây con. Mẹ gói mau đại ca nào ngon lắm. Bây giờ à, mẹ đây tiền á. 50.000 này. 100.000 tiền đây. Đi đâu ăn chưa con nào mẹ? 200.000. Đi đâu ăn xong hả cả à, mẹ á? Đưa tiền đấy. Cứ yên tâm. Ăn rồi không biết, ăn rồi là phải trả tiền. Ăn rồi là phải trả tiền. Đi nữa nhỉ? Ấy. Bây giờ không ăn nữa cũng phải trả tiền. Ăn một miếng ăn này rồi là ăn là 100.000. Ăn dùng, ăn lẩu không? Không ăn lẩu không đúng rồi. À, cái này không này. Không. Ăn ngon hả? Đấy, làm cái tiền